Trang thời tiết Weather Online của Anh dự báo những ngày này chỉ số tia UV tại thành phố Hồ Chí Minh lên đến 11, mức nguy hiểm cho da. Khi chỉ số tia UV từ mức 11 trở lên, nguy cơ da bị bỏng nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút mà không được bảo vệ. Chỉ số UV từ 8 đến 10, thời gian gây bỏng da khoảng 25 phút ở ngoài nắng. Khi UV từ 3 trở lên, phải mặc áo chống nắng, đeo kính mát che chắn để bảo vệ cơ thể. Da bị bỏng nhiệt sẽ phồng rộp, đỏ, đau. Bức xạ tia cực tím UV là thành phần trong ánh sáng mặt trời. Trong đó, tia cực tím A và B, UVA và UVB có thể gây tổn thương DNA tế bào da. Tia cực tím C có thể gây ung thư da, may mắn đã bị tầng ozone chặn lại. Tia cực tím làm tổn hại thị giác như đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm. Ảnh hưởng của tia UV đến da và mắt được cộng dồn tích lũy trong suốt cuộc đời. Để tránh tác hại của tia UV và bảo vệ da trong ngày hè, cần chú ý những lời khuyên sau. Thay đổi sản phẩm rửa mặt có tính làm sạch cao. Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng kết hợp với độ ẩm cao làm các tuyến dầu tăng hoạt động, gây tăng tiết bã nhờn và mụn trứng cá. Nên thay đổi sữa rửa mặt, thay vì sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ, ít xà phòng, nên ưu tiên chọn loại có tính làm sạch mạnh, dạng gel, chứa axit salicylic. Làm sạch da trong mùa hè nhưng không nên làm sạch quá mức vì sẽ làm mất đi các lớp dầu cần thiết trên da, dẫn đến tuyến dầu bị kích thích sản xuất quá mức, gây mụn trứng cá. Nên dùng sữa rửa mặt 2 lần mỗi ngày, còn lại chỉ rửa bằng nước sạch. Thay đổi sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp. Chọn dưỡng ẩm dạng lotion hoặc serum giúp thấm nhanh cho những người da bình thường và dạng gel cho người da dầu. Ưu tiên sản phẩm dưỡng ẩm tan trong nước và chỉ số chống nắng SPF lớn hơn hoặc bằng 30 nếu sử dụng vào ban ngày. Chống nắng thường xuyên và đúng cách. Nên chọn kem chống nắng phổ rộng, chỉ số SPF lớn hơn 30, sử dụng dạng gel để hấp thu nhanh vào da, tránh cảm giác bóng nhờn và bít tắc lỗ nang lông, gây mụn trứng cá. Ưu tiên loại có tính kháng nước để kem chống nắng ít bị trôi đi khi mồ hôi tiết ra nhiều do thời tiết nắng nóng. Thoa thường xuyên sau mỗi 2-3 giờ hoặc khi ra mồ hôi nhiều. Kết hợp mặc quần áo dài, đội nón rộng vành, đeo kính mát, hạn chế để lộ cơ thể trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. Chống nắng luôn cả cho vùng môi với son bóng hoặc son dưỡng có chỉ số SPF lớn hơn 15. Tẩy tế bào chết thường xuyên hơn. Trong mùa nắng nóng, tẩy tế bào chết 1-2 lần mỗi tuần, đặc biệt với người da dầu, giúp da sáng mịn, bớt xỉn màu và bớt mụn trứng cá. Ưu tiên các hoạt chất có khả năng phục hồi tình trạng bỏng nắng. Serum vitamin C có thể sử dụng quanh năm nhưng rất phù hợp cho thời tiết mùa hè, giúp ngăn ngừa tình trạng tăng sắc tố, kích thích sản xuất collagen, cải thiện các nếp nhăn và đặc biệt phục hồi nhanh chóng các tổn thương da do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các serum chiết xuất từ trà xanh chứa chất chống oxy hóa EGCG cũng là lựa chọn lý tưởng giúp làm dịu da, giảm nhanh tình trạng bỏng nắng, da đỏ rát. Chọn sản phẩm trang điểm không sinh mụn. Nên sử dụng các loại không gây mụn trứng cá, không nhờn dính. Tốt nhất nên trang điểm nhẹ nhàng để tránh bít tắc lỗ nang lông. Các lớp trang điểm càng mỏng càng tốt. Nếu da không có nhiều khuyết điểm cần che phủ, có thể chọn kem dưỡng ẩm hoặc kem chống nắng có màu để thay thế cho lớp trang điểm kem nền, phấn nền. Chế độ sinh hoạt phù hợp. Uống đủ nước giúp da luôn khỏe mạnh. Mỗi ngày nên uống từ 7 đến 8 ly nước, bổ sung các loại trái cây có chứa nhiều nước như cam, bưởi, dưa hấu. Người luyện tập thể thao hay làm việc ngoài trời thì lượng nước cần cung cấp nhiều hơn nữa. Hãy tắm và rửa mặt với nước lạnh, không chỉ mát mẻ, dễ chịu hơn trong thời tiết nóng nực mà còn giúp các tuyến nhờn giảm hoạt động, hạn chế mụn trứng cá.